Má trời ơi, đúng xui luôn á, xe lúp rồi. Đây là cái lần đầu tiên mà mình phải xuống nước như thế này. Thực sự rất là bực bội luôn, cực kỳ bực. Cái chuyện là như thế này mọi người, bây giờ là mình phải chạy xuống Đồng Nai để mình lấy cái cà vẹt. Mà cà vẹt của mình mà thằng này nó lấy của mình trong 1 tháng. Mình điện cho mẹ nó thì mẹ nó nói là nó nần tùm lum tùm la hết, sợ cà vẹt của mình nó đem đi cầm mẹ rồi. Mưa nữa chứ. Bây giờ không biết như thế nào nữa, nó hẹn mình từ đầu tháng 7 tới bây giờ. Cái câu chuyện đó, nó chẳng có gì đáng nói cho tới khi là nó bảo là anh Toàn ơi, cái cà vẹt sai. Ok, mình gửi lại cho nó liền luôn. Mình gửi lại cho nó, tại vì mình tin tưởng nó là nó sẽ gửi lại cà vẹt đó cho mình. Tại vì anh em mà làm ăn buôn bán chung với nhau là sao không tin được, đúng không? Nhưng mà không, nó không gửi cà vẹt đó cho mình mọi người. Nó không gửi luôn nha. Nó lấy cà vẹt đó mang đi cầm đồ hay là làm cái gì đó thì mình không có biết. Nó không có gửi luôn. Cái mình hỏi nó tại sao cà vẹt lâu chưa có, nó bảo là đợi em xíu để em coi bên giao hàng tiết kiệm thì sao người ta chưa có gửi. Xong mình bảo nó chụp cái cà vẹt lại, nó không có chụp cái cà vẹt được cho mình. Nó không chụp luôn nha mọi người, nó không chụp. Nó bảo để em chạy ra em lấy, xong nó im. Mình gọi điện nó không nghe, nhắn tin nó không trả lời cho tới khoảng 2 tuần. Bắt đầu mình bảo là bây giờ mày không có trả cà vẹt cho tao thì mày nói là tao biết tao chạy xuống tao lấy, còn mày cầm đồ thì mày cũng nói để tao biết tao lấy, không chứ bây giờ mày cầm đồ tao chuột chứ đầu xanh. Bây giờ với tao đang rất là lằng nhằng, mà mày làm như vậy là thua rồi, đàn ông con trai sống dậy thua rồi. Cái nó cũng im dạ vương vương để em gửi bên bưu điện. Ok, mày gửi bên bưu điện, tao cho mày gửi bên bưu điện. Xong mình đợi 3 ngày nha, 3 ngày nó không gửi luôn mọi người. Mình bảo mày chụp cái bưu điện đi, tao ra tao nói chuyện với bưu điện, tao gọi cho bưu điện tao biết là mày gửi hay chưa liền à. Cái đó bảo không em gửi bên giao hàng tiết kiệm. Cái mình bảo bây giờ mày chụp cái bưu cục đi, tao nói chuyện với bưu cục. Tại vì mình có làm bên giao hàng tiết kiệm, mình có mấy em làm bên giao hàng tiết kiệm gọi điện được. Cái nó im luôn mọi người, nó im 2 ngày luôn nha, nó không trả lời luôn. Mình gọi nó không nghe máy luôn, nó im luôn, nó đã xem nó im luôn. Cái cho tới khi mà mình vô mình bóc phốt nó, mình vô thẳng bài của nó mình bóc phốt nó, mình bảo bây giờ mày không trả về tao, tao báo công an tao bắt cái mẹ mày. Xong bắt đầu nó mới nhắn tin cho mình, mà nó nhắn tin mới giọng điệu cực kỳ mất dạy. Tại vì cái bài này tôi nghĩ là đáng lẽ là mình sẽ không có lên đâu. Bây giờ là mình đi xuống là mình cũng không biết là mình có lấy được cà vẹt hay là không lấy được cà vẹt. Tại vì nó đang quần mình đang ở thế dưới, mà mình cũng không biết là mình sẽ lấy được hay không. Nếu mà hôm nay mà không lấy được thì mình xác định mình sẽ báo mất. Mình báo mất thì mình mẹ thằng này, mình báo mất cái cà vẹt, mình làm lại cà vẹt là mình chửi thầy chết. Má còn trời mưa nữa. Thực sự hôm nay rất là bực bội luôn đó mọi người, hôm nay cái ngày gì á. Đủ xanh thịt chứ. Không thể nào mà bực bội hơn được ấy, bực vãi lò luôn đấy. Mình tính là mình sẽ không quay cái clip này đâu, nhưng mà mình thằng này mình phải cái thằng này là mình phải bóc phốt nó, mình phải dạy cho nó một cái bài học. Mình là mình hiền, mình đi xuống đây mình đi có một mình à, anh em bảo đi theo nhưng mà thôi mình bảo đi xuống đây một mình để mình giải quyết cho nó lẹ. Còn nếu mà nó xuống nó làm cái vấn đề nó làm gì mình á thì mình không có biết. Thực sự luôn, bây giờ nó xuống nó làm gì mình đâu biết được, nó đất khách quê người mà sao mà biết được. Giờ mình chạy xuống Đồng Nai ấy, mọi người, chẳng bom Đồng Nai. Lần đầu tiên mà gặp cái hoàn cảnh như thế này, lần đầu tiên gặp một thằng như vậy luôn. Nó mới có 17 18 tuổi thôi và mình cảm giác nó rất là mất dạy luôn á. Mình điện cho mẹ nó luôn nha, mình có mấy anh em ở dưới đó đó, anh em bảo là xin số điện thoại của mẹ nó luôn, điện cho mẹ nó luôn. Cái mẹ nó nói là bây giờ cái này cô thua rồi, nó nợ lần tùm lum tùm la, mỗi ngày người ta gọi điện thoại tới người ta đòi nợ không à, bây giờ chắc cái cà vẹt con nó đi cầm rồi đấy con ạ. Mà tới mẹ mà còn như vậy thì thôi luôn, mẹ bảo tao chán nó lắm rồi. Thì bây giờ mình biết nó cái gì nữa bây giờ. Thằng này hôm nay là mình nhịn, mình phải xuống nước nó, mình nhịn, mình năn nỉ nó luôn đó mọi người. Mình bảo là bây giờ tao năn nỉ mày, mày trả cái cà vẹt cho tao đi, tao năn nỉ mày thiệt luôn á. Bây giờ mày có làm mất hay là mày có gì đó mày cũng báo tao biết được mà tao tính. Bây giờ mày mang đi cầm tao ra tao chuộc lại, chứ bây giờ mày làm vậy là mày chết tao. Cái nó bảo anh phải tin em chứ, anh không tin em à, tin thì đéo nào được. Người ta tin đéo nào được, trong khi mày lấy cái cà vẹt của tao, mày mang đi mày cầm được các kiểu. Tới bây giờ tao còn chưa thấy cái mặt cà vẹt của tao nữa. Chứ mà gặp cái cà vẹt đó là cà vẹt ủy quyền, ủy quyền thì bây giờ là phải liên lạc với chủ cũ để làm cái vẹt mới, nếu mà mất rất là rắc rối luôn á. Mà gặp cái trường hợp bây giờ giấy tờ nó tùm lum tùm la, nó không có phải như hồi trước, nó không phải dễ dàng như hồi trước, mà bây giờ đang rất là rắc rối, đang rất là khó chịu. Bây giờ là mình sẽ chạy xuống để mình coi nó sẽ giải quyết với mình như thế nào. Cái thằng này hôm nay là mình không tính bóc phốt đâu, nhưng mà mình bây giờ mình lấy được cái cà vẹt hay mình không lấy được cái cà vẹt thì mình cũng bóc phốt đó luôn, để cho mọi người biết là sau này nếu mà giao dịch với nó thì giao dịch cho cẩn thận, hoặc là làm ăn với nó làm ăn cẩn thận. Nhỏ mà nó chưa mất dạy, làm ăn mất dạy. Mình là mình hiền đó, mình là mình hiền, chứ gặp thằng khác má nó đấm chết luôn á. Còn nếu mà mình không lấy được thì mình báo công an, là báo thằng này nó chiếm đoạt tài sản. Tại vì cái cà vẹt đó nếu mà trị giá là nó cũng vài triệu chứ đâu có ít, nếu mà nó mang đi cầm là cũng vài triệu á, cũng 3-4 triệu chứ đâu có ít đâu. Thì mình báo nó là chiếm đoạt tài sản, đủ là đi một gông luôn, đi cũng mấy năm á. Ủa láo thì chứ trời. Thì hôm nay thì cũng lấy con FI này đi nè, lấy con 65 FI này đi để cho mọi người có cái cách nhìn khách quan hơn về cái ẹc nhà FI. Tại vì ẹc FI thì mình thấy là cũng khá là ít anh em chơi á, tại vì nhiều anh em sợ này sợ kia, sợ chế cháo này tùm kia tùm lum la. Thì mình thấy nó cũng khá là ok, chế nó cũng không có nhiều lắm đâu. Bây giờ thì có những cái công thức, có những cách mà chế như zin rồi đó, nào là dây điện đồ này nọ là như zin rồi, ecu đồ đấy nó cũng rất là dễ thôi chứ nó không khó khăn gì đó. Thì bây giờ là đi thôi. Sao mà cuộc đời của mình nó xui xẻo như thế này nhỉ? Mình nhớ mình cũng ăn chay niệm Phật lắm mà ra, mình có nhớ mình cũng đâu có làm gì thất đức đâu trời, có quay tay hơi nhiều thôi. Trời ơi đúng xui luôn á, xe lấp rồi thiệt cái tình luôn á. Giờ mày coi thấy nhớt nè cao. Anh có cái bình nhớt mô tun không ta? Không có nhớt mô tun hả? Bên mình có nhớt gì không? Hả? Lấy ớt ca đi, lấy một trái ớt ca đi. Xin lỗi chị. Ok, vừa kiểm tra cái xe xong thì nó bị lỏng thất đề mọi người. Má nó kêu ghê quá. Kiểm tra nhớt nhau thì nó còn đầy đủ, mình tưởng không thấy nhớt, đấy cũng quạo nữa. Còn bây giờ là nó bị lỏng thất đề rồi. Mà ở khu dưới này không có chỗ làm á mọi người, không có chỗ làm thôi, chắc để chạy luôn quá. Về nhà coi tính sao tính. Tại vì bây giờ là nãy có nghe là nó bị ngay cái bên mâm lửa nè. Holy shit, xui dữ trời. Thôi chịu thôi chứ sao giờ. Bây giờ là chạy sắp tới rồi. Bây giờ là mình nghĩ là nó sẽ, hy vọng là nó sẽ ra, nó trả cho mình cái cà vẹt. Mình rất là mong, mình rất là nài nỉ luôn. Nó ra làm ơn nó phước, nó trả cho mình cái cà vẹt đi. Trời ơi khổ thì cái trời, lần đầu tiên mà mình phải khổ như thế này luôn á. Thì giờ đứng ở đâu rồi trời, quái ghê á, sợ mày. Má xe nó kêu vậy nè, nó kêu ngay khúc này nè mọi người, chứ mày kêu trên đầu này nha, nó kêu cái này nè, má quại thực sự luôn á. Giờ phải chạy kiểm tra lại mới được. đứng ngoài đường cho dễ tìm cha. Vậy lấy được cà vẹt về là ok rồi. Tại vì á, cái cà vẹt này bây giờ làm rất là khó chứ không phải là dễ, mà bây giờ nó làm nó cứ hoành mình tụi vậy là mình chết. Thôi mình chạy xuống mình lấy luôn cho nó xong. Được chứ. 59x1 Nguyễn Thành Nhân. Nó ngoài cà vẹt này là cà vẹt thiệt nè. Chứ bây giờ nó quần mình tụi vậy là mình chết chứ sống gì nổi. Má cà vẹt 1 tháng trời. Bây giờ báo Hải đi xuống dưới lấy. Má không một lời cảm, không một lời xin lỗi luôn mọi người. Không một lời xin lỗi luôn. Má tức thực sự. Giờ cái xe giờ phải chạy về Sài Gòn lại, làm lại. Chứ bây giờ cái xe nó bị chắc là bị tụt thất đề gì đó. Chứ nhớt nhà nó còn đủ mà. Nghe thì nghe nó ở dưới này. Anh em thòng ga lại thì nó sẽ không nghe nha. Không nghe nè. Nhưng mà lên ga nó cái nó ở dưới này nè. Về phải làm lại. Bây giờ chạy lẹ không có được, chạy từ thôi. Ok thôi. Về. Nói chung á là cái này thì cũng không phải là gì hết. Anh em làm ăn với nó cũng được. Nhưng mà sau này làm ăn với nó thì cẩn trọng một xíu. Mình thấy cái dạng này thua rồi. Ok thôi đi nha. Rồi. Cái clip này thì mình chỉ muốn chia sẻ về cái hành trình mình đi thôi. Tại vì nếu mà nó có cái vấn đề gì xảy ra thì còn có người này người kia làm chứng, không có camera làm chứng quay lại.